Thưa quý vị, mưa lớn tiếp tục xảy ra tại khu vực biên giới Việt Nam-Lào, khiến lũ trên sông Ngàn Phố, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh dâng nhanh, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt vùng hạ du. Tại các huyện miền núi của Hà Tĩnh, gần 11.000 học sinh phải nghỉ học. Sạt lở cũng đã xảy ra tại đường lên cửa khẩu Cầu Treo. Tại huyện Hương Sơn, mưa lớn khiến nhiều cầu tràn ở các xã Sơn Kim 1, Sơn Lĩnh, Sơn Tây, Sơn Hồng và thị trấn Phố Châu bị ngập. Một số tuyến đường liên thôn, đường trục xã, liên xã ngập cục bộ. Trên các tuyến đường cầu tràn bị ngập lụt, chính quyền địa phương đã dựng rào chắn, biển cảnh báo và bố trí người trực gác. Hôm nay thì toàn tỉnh Hà Tĩnh có gần 11.000 học sinh tại 22 trường học từ bậc mầm non đến trung học phổ thông phải nghỉ học. Trong đó chủ yếu là học sinh ở huyện Nghi Xuân, Hương Sơn, Hương Khê, Đức Thọ. Các nhà trường sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình mưa lũ để có các biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh. Sáng nay thì một lượng lớn đất đá cây cối sạt lở chắn ngang quốc lộ 8A, khiến đường lên cửa khẩu Cầu Treo, huyện Hương Sơn bị tê liệt. Ngành chức năng đã cắm biển, chốt chặn hai đầu, không cho phương tiện lưu thông, huy động phương tiện đến hiện trường để san ủi đất đá bị sạt lở nhằm thông đường. Mưa lớn kéo dài những ngày qua tại Nghệ An đã gây sạt lở đất đá tại các địa phương vùng núi, ngập úng tại các tuyến đường đô thị. Đặc biệt là nước lũ từ thượng nguồn đổ về cũng đã gây ngập lụt tại các khu dân cư dọc tuyến đê sông Lam, thành phố Vinh, buộc chính quyền phải sơ tán khẩn cấp người dân. Mưa lớn kéo dài đã khiến các tuyến đường tại trung tâm thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An bị ngập sâu từ 0,5 đến 0,8 mét. Đặc biệt, một số khu vực ngã tư trên đường Lenin bị ngập sâu trên 1 mét. Trong sáng hôm nay, đã có rất nhiều phương tiện ô tô, xe máy bị ngập nước, chết máy, phải nhờ tới cứu hộ giao thông. Một số khu dân cư ở trung tâm thành phố Vinh cũng bị ngập sâu. Anh lột quả xe máy đi về chết máy, lột quả bánh. Có đoàn, nhiều đoàn phải bóc ngược tin đơn khác, nhiều đoàn xấu quá. Công an thành phố chúng tôi đã triển khai phương án hướng dẫn cho phân luồng tất cả các phương tiện đi vào cái vùng không bị ngập sâu. Đối với các cái phương tiện bị hư hỏng hoặc là bị chết máy thì chúng tôi hỗ trợ giúp người dân cầu kéo hoặc các cái loại phương tiện xe gắn máy thì mình đưa vào chỗ an toàn. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về cũng khiến mực nước trên sông Lam dâng cao. Cụm dân cư Hòa Lam, thành phố Vinh có 83 hộ dân với 278 nhân khẩu đã bị ngập sâu gần 1 mét, buộc người dân phải sơ tán khẩn cấp. Chính quyền địa phương cũng đã xây dựng phương án sẵn sàng di dời toàn bộ người dân khi nước lũ tiếp tục dâng lên. Cùng với địa phương là rà soát những nơi có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở và ngập lụt, di dời bà con nhân dân đến là các cái vị trí là an toàn. Đồng thời là quân khu cũng chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng phó khắc phục bão lụt. Hiện tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn đang có những diễn biến hết sức phức tạp. Ngoài 3 người bị tử vong do mưa lũ, hiện có hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng do sạt lở đất. Hàng trăm hộ dân phải di dời ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm. Hàng nghìn em học sinh cũng phải nghỉ học do mưa lũ. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đồi đất khu vực trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Như Xuân, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân. Sạt lở ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn tính mạng thầy cô giáo, học sinh, việc dạy và học của trường. Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu huyện Như Xuân đảm bảo an toàn tính mạng nhân dân, tài sản của nhà nước theo phương châm 4 tại chỗ, chủ động di rời người, tài sản ở nơi có nguy cơ. Mưa lũ đã khiến nhiều đập tràn ở các huyện miền núi ở Thanh Hóa ngập sâu. Sáng nay khi đi qua tràn ở xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, hai anh em đã bị dòng nước xiết cuốn trôi. Hiện đã cứu được một nạn nhân. Tỉnh Thanh Hóa cũng đã chủ động sơ tán hơn 1.000 hộ dân với hơn 3.700 nhân khẩu ở vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt tại nhiều địa phương đến nơi an toàn. Toàn tỉnh đã có 113 nhà bị thiệt hại do mưa lũ sạt lở đất. Thêm một nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu, Phú Thọ đã được tìm thấy vào sáng nay, nâng tổng số nạn nhân được tìm thấy đến nay lên là 4 người. Một thi thể nam giới đã được phát hiện cách hiện trường vụ sập cầu Phong Châu khoảng 20 km về phía hạ lưu sông Hồng. Đến trưa nay, thì gia đình nạn nhân và các cơ quan chức năng đã xác định đây là lái xe ô tô đầu kéo 19H04212 trong sự cố sập nhịp cầu Phong Châu. Công an thành phố Việt Trì đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương. Vụ sập cầu Phong Châu xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 9 tháng 9, đã cuốn trôi trụ T7 và hai nhịp dàn chính, đã cứu và đưa được 3 người bị thương đi cấp cứu tại cơ sở y tế và chưa xác định được chính xác số lượng phương tiện và số người mất tích.
Mưa lũ kéo dài đã khiến cho mực nước sông Lô dâng cao chảy xiết gây sạt lở bờ sông, uy hiếp tính mạng tài sản của nhiều hộ dân tại thành phố Việt Trì. Người dân hết sức lo lắng, mong muốn là các cấp chính quyền và ngành chức năng nhanh chóng xử lý tình trạng sạt lở giúp ổn định đời sống. Lo lắng, sợ hãi là tâm lý chung của 23 hộ dân sống tại tổ 12, khu 1, phường Diễu Lâu. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nước sông Lô lên cao, chảy xiết, kết hợp với sự cố tàu thuyền, xà lan trôi đâm vào cầu Vĩnh Phú và bờ vờ sông gây sạt lở với chiều dài khoảng 150m, chiều cao trung bình 7m. Hiện nay, khu vực này có 9 hộ dân có nguy cơ bị sập nhà do sạt lở xoáy sâu, buộc phải di rời. Sau khi nước rút, một số hộ đã quay về nhà, một số hộ chưa thấy đảm bảo an toàn nên chưa về sinh sống. Trong phường và khu phố bắt đi là sơ tán hết chứ không được ở nhà, mấy vài hôm nay mới được về nhà thôi. Thế dân ở đây là rất lo lắng, ở thì không thể yên tâm được. Hiện ở dưới là nó hầm ếch ở bên dưới, mà bên tường trên nhà là bờ tường là nứt nẻ hết cả ra. Thế mà từ ngày đến giờ là gia đình nhà tôi rất là run sợ. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn thành phố Việt Trì thiệt hại 4 công trình thủy lợi, phải di dời 187 hộ với 748 nhân khẩu. Nhiều khu vực ven sông bị sạt lở rất nguy hiểm. Tại các điểm sạt lở này, các địa phương đã cho căng dây, cắm biển cảnh báo, nghiêm cấm người dân lưu thông. Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì đã báo cáo, đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý khẩn cấp các điểm sạt lở để đảm bảo an toàn cho người dân. Đối với cái điểm sạt lở đê kè cống trên địa bàn thành phố thì chúng tôi cũng tham mưu Ủy ban thành phố chỉ đạo các xã phường khi lũ lụt đi qua thì sẽ có cái phương án xử lý kịp thời để đảm bảo an toàn cũng như là trở lại mọi cái hoạt động bình thường. Trước diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết, các khu vực sạt lở tiếp tục có nguy cơ bị sạt trượt. Trước mắt, thành phố Việt Trì cần bố trí lực lượng trực, theo dõi chặt chẽ tình hình, huy động vật tư, phương tiện, nhân lực theo phương châm 4 tại chỗ để xử lý sự cố, đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng cho nhân dân. Tiếp tục xuất hiện nhiều cung sạt trượt gần 1 km tại nhiều thôn bản ở hai huyện Nguyên Bình và Bảo Lạc, nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất của tỉnh Cao Bằng sau đợt mưa lũ. Chính quyền địa phương đã phải di dời người dân khẩn cấp. Những vết nứt đất kèm đất đá trượt xuống sát mái nhà dân. 125 hộ đồng bào dân tộc Dao trong đêm đã di chuyển khỏi bản Lũng Luông. Những lán trại dựng tạm dọc đường, bà con không kịp mang theo đồ đạc. Lở quá nhiều ai cũng sợ chạy ra hết. Ban đêm chạy hết. Bởi vì nó mưa to quá. Nếu tính mạng mình vẫn còn, sau này mình vẫn còn làm việc. Nếu mình phải chạy trước. Nằm trên đỉnh núi cao nhất của xã Ca Thành, bản đồng bào dân tộc Mông, toàn bộ người dân cũng được kịp thời di rời khỏi đây. Trước mắt bà con về ở tạm tại sân trường mầm non của xã. Cứ chạy đi không được rồi, cái này không ở được rồi. Đấy. Chạy nhanh, tí là lở xuống đấy. Thế là mọi người mới bắt đầu chạy ra ngoài là một lúc là nó lở ngay. Nhưng mà lở ba ngày hay lở ba đêm thì là chắc càng nguy hiểm. Một lượng lớn đất đá đã đổ xuống rất nhiều nền nhà và ngay những vị trí sàn nhà này thì đã sụt lún khoảng 1 mét so với trước đây. Một cung sạt trượt bao phủ toàn bộ khu vực bản làng này và hiện có thể đổ ụp xuống đây bất cứ khi nào. Trong 1.000 người dân của tỉnh Cao Bằng phải di rời khỏi những vùng có nguy cơ sạt lở, đa phần đều đang ở tạm tại nhiều khu vực rừng núi. Không thể để người dân ở mãi thế này, nhưng tìm đâu ra quỹ đất tái định cư an toàn đang là trăn trở lớn nhất của chính quyền địa phương. Bà con thì sống ở khu vực vùng núi cao và đất thì không có, cũng có thể không thể di rời đi đâu được, mà phải xác định là sống chung. Nhưng vấn đề đặt ra là làm thế nào cảnh báo và có những cái giải pháp có thể hạn chế tối đa cái thiệt hại nếu như có thiên tai xảy ra. Và chúng tôi kiến nghị với chính phủ, với các bộ ngành là quan tâm bố trí những vị trí quan trắc để cảnh báo từ sớm, từ xa để có thể người dân có thể cảnh giác với những nguy cơ thiên tai có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhiều người vẫn trở lại bàn để chăm sóc đàn vật nuôi hoặc di rời những tài sản có giá trị. Trong vụ sạt lở tại hai thôn vừa rồi của huyện Nguyên Bình, có những người dân thiệt mạng vì quay lại lấy tài sản.
Thưa quý vị, 1.000 tỷ đồng sẽ được tỉnh Quảng Ninh chi cho việc khắc phục hậu quả bão số 3 và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Đây là nghị quyết được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua trong cuộc họp sáng nay. Theo đó, sẽ hỗ trợ 100% học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên học chương trình giáo dục thường xuyên cấp phổ thông đang học trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ ở mức 50 hoặc 100 triệu đồng một hộ xây hoặc sửa chữa nhà ở tùy mức độ thiệt hại. Hỗ trợ một phần chi phí trục vớt phương tiện sản xuất là tàu thuyền đăng ký tại tỉnh Quảng Ninh bị chìm do cơn bão số 3. Mức hỗ trợ là 50 triệu đồng một phương tiện tàu thuyền có chiều dài từ 12 mét trở lên, 15 triệu đồng phương tiện tàu thuyền đối với các phương tiện có chiều dài từ 6 mét đến dưới 12 mét. Mức chuẩn trợ giúp xã hội của tỉnh cũng được nâng lên là 700.000 đồng một tháng, cao hơn mức trung ương quy định. Xã A Lù, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3. Đến nay thì nhiều đoạn đường vào trung tâm xã bị sạt lở nghiêm trọng, các thôn bản bị cô lập gây khó khăn cho công tác khám chữa bệnh và đảm bảo vệ sinh nguồn nước cho người dân. Chính quyền và đội ngũ cán bộ y tế trên địa bàn đã nỗ lực khắc phục khó khăn với ưu tiên cao nhất là nhanh chóng ổn định đời sống cho bà con. Cơn bão số 3 khiến nguồn nước của xã A Lù bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ngay sau khi bão qua đi, các cán bộ y tế xã đã đến từng hộ dân và các trường học trên địa bàn để hỗ trợ và hướng dẫn phương pháp lọc nước. Nước sẽ được làm trong bằng phèn chua và khử khuẩn bằng chloramin B rồi đưa vào sử dụng. Tỷ lệ xử lý nước trên địa bàn xã đến nay đạt gần 100%. Nước trong các bình chứa sẽ được vệ sinh định kỳ mỗi tuần một lần. Khi cán bộ y tế không đủ số lượng để đến trực tiếp thì các thầy cô sẽ biết cách xử lý theo hướng dẫn của y tế. Chúng tôi đã hướng dẫn người dân và đã đi phát cho người dân sử dụng hết tét nước, chúng ta lại xử lý tiếp. Giao thông chia cắt. Từ 2 tuần nay, tổ cấp cứu lưu động do y sĩ Vàng A Dùng trực tiếp phụ trách đã trực cả ngày lẫn đêm để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của bà con. Đối với những người dân gặp khó khăn khi di chuyển, anh Dùng sẽ đến thăm khám tại nhà. Bà bị đau xương khớp, đau lưng, đường xá xa xôi, sạt lở hết rồi. Nhà có mỗi hai ông bà già, không ai đưa đi. Các y sĩ rất tốt, đến tận nơi khám cho bà. Đây thì thuốc thì một số thuốc thiếu. Nhiều hôm thì tôi cũng phải gọi về chỗ trạm chính để gửi thuốc lên trên này để hỗ trợ. Một số bệnh nhân nặng ấy thì mình phải chuyển xuống chậm thì điều trị tiếp thì đường cũng hay hơi khó khăn một chút, nên là tôi rất là cố gắng hết sức mình. Dù điều kiện còn thiếu thốn, nhưng sự hiện diện của các cán bộ y tế tại những thôn bản còn bị chia cắt đã mang đến niềm tin và sự an tâm cho người dân, giúp họ vượt qua những ngày tháng khó khăn sau mưa lũ.